Cá sấu khổng lồ chết do stress sau 2 năm sống nội nhốt vì ăn thịt người. Cá sấu nước mặn dài 6,4 mét, lớn nhất trên thế giới, sống trong một môi trường nuôi nhốt, từng bị bắt sống vào năm 2011 sau khi giết chết một bé gái và một ngư dân ở Philippines. Với chiều dài 6,4 mét và nặng tới 1 tấn, Lau Long được ghi trong sách kỷ lục Guinness năm 2012 là con cá sấu lớn nhất từng sống trong môi trường nuôi nhốt. Một bài viết đăng tải trên mạng xã hội Reddit theo Daily Star rằng Lau Long là con cá sấu lớn nhất trên thế giới từng sống trong môi trường nuôi nhốt. Nó chết vì stress sau 2 năm sống trong chuồng nuôi. Con cá sấu khổng lồ này bị cáo buộc đã ăn thịt một người ngư dân ở thị trấn Bunawan và gây ra cái chết của một bé gái 12 tuổi. Sau khi bị bắt sống, con cá sấu trở thành ngôi sao thu hút du lịch sinh thái. Edwin Elliott, người đứng đầu thị trấn Bunawan, nói rằng Lau Long bị ốm vài tuần trước khi nó chết.